Chào các bác, em có cái video nhá hàng cho các bác trước này. Hàng hôm nay em về được rất là nhiều thứ nha các bác. Đó. Và hôm nay có cả hàng mới, có cả hàng cũ và cũng có một số cái em bỏ ra em bán kiểu thanh lý nha các bác. Có cái thì bán kiểu thu hồi vốn, có cái thì bán thu hồi nửa vốn nha các bác. Đó. Review đây cho các bác này. Có cái em bán rẻ rẻ một chút, bán kiểu như là ví dụ như con này ngày xưa em bán 8-900 này, em nhập vào 700 này, hôm nay em bán này chưa được nửa vốn này. Đó, kiểu như thế nhé. Đó, ví dụ như cái con này này, ngày xưa bán 300 nhập vào 200 này, giờ bán 150 này, gần được vốn này, kiểu thế nhé các bác. Đó là những cái mặt hàng, một số những hàng em lướt trước cho các bác. Có cái nhìn qua đi, sau đó thì em chiều nay em sẽ lên video, khoảng độ 4 giờ em sẽ lên video nhé các bác.